Ngày kênh của chúng ta sẽ có hai người bạn đặc biệt. Đây là hai người em của mình ở Hà Nội và Sài Gòn chơi. Hai bạn này là làm bên page của Astronaut. Và hai bạn vào đây chơi thì mình sẽ có một ngày là hướng dẫn viên du lịch để dẫn Thảo và Phương Anh đi phái đảo Sài Gòn, food tour, nói chung là đi chơi vào vòng Sài Gòn. Và hôm nay hãy cùng xem là mình sẽ dẫn tụi anh đi đâu nhé. Đi thôi. À mà quên, nếu mà đi chơi là phải chụp ảnh chứ nhờ. Lấy điện thoại đi. À nhưng mà đi chơi cả ngày thì chắc chắn là phải đeo một cái ốp vào đấy, để bảo vệ chiếc điện thoại của chúng ta, vừa để đẹp mà vừa để chắc chắn. Ok, ốp xinh quá ha, nhìn rất là sang. Mọi người ở cái Airbnb này 108 Lê Lợi, ông Grab ông trả thẳng Bến Thành đi tìm muốn chết, hình như ở trên kia bây giờ đang chờ Phương Anh xuống. Đi ở đây. Dạ, lấy ba cái nhỏ. Bình thường thì người ta tới xanh bánh mì Bình Hoa, nhưng mà bữa giờ chị đi quay thì biết bánh mì Bảy Hổ là một trong những bánh mì mà kiểu lâu đời á, lâu đời ở Sài Gòn, và anh thấy ngon. Hai cái ớt, một cái không ớt ạ. Hello, hello. Ok, giấy không ớt, đúng khách du lịch, Thì hôm nay sẽ đưa Phương Anh với lại Thảo đi ăn bánh mì Bảy Hổ. Bình thường người ta tới đây ăn bánh mì Huỳnh Hoa, nhưng mà bánh mì Bảy Hổ cho mọi người biết là một loại bánh mì được rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Thật sự thì cũng không biết là có nhiều người biết không? Có nhiều người biết không? Em biết thì đây rồi, em đây rồi. Tại vì em hay follow kiểu foodie rất là lớn. Đúng rồi. Mấy cái anh chị mà review của Sài Gòn. Em chỉ biết anh Thanh Hà. Đúng rồi. Đây là cái cà phê vợt rất là nổi tiếng đó. Ừ đúng rồi, nó gần như là 24/24 ở Sài Gòn luôn á. Ở đây có bạc xỉu, cà phê sữa với lại trà đào. Lấy hai bạc xỉu với lại một cà phê sữa. Tại tụi mình đang ở cà phê vợt. Ở Đà Lạt cũng có cà phê vợt rất là nổi tiếng đúng không? Em biết đúng không? Vâng, thì em ở... có nghe qua rồi. Ừ thì ở Sài Gòn cũng có một cà phê vợt rất là nổi tiếng của rất là lâu đời rồi. Thực ra thì đến buổi tối thì nó sẽ vui hơn, tại vì các bạn trẻ ngồi đây rất là đông luôn. Ban ngày thì vẫn đông, nói chung là chị không biết là ở đây chủ người ta nghỉ giờ nào luôn á. Và tụi mình đã mua bánh mì Bảy Hổ cũng như là tới đây uống cà phê. Đúng kiểu buổi sáng Sài Gòn hả? Chiêu chiêu. Bình thường ngủ đây mấy giờ? Giờ thực ra thì sáng nay mình dậy lúc 7 giờ, chứ bình thường mình sẽ thức dậy vào lúc 11 giờ và ăn sáng và đi làm luôn. ở Hà Nội có hay đi uống cà phê? Dạo này em đang sống méo tí nên em không uống cà phê, nhưng mà cà phê vừa này ngon. Em toàn uống coffee house mà cũng toàn uống bằng xỉu. Đây là bánh mì Bảy Hổ mà người ăn thử nhé. Ủa chứ là có một cái không ớt, hai cái có ớt á, mọi người có ớt không? Ủa cái này không ớt nhé cô chị rồi. Ở đây khá là đơn giản, chỉ có thịt xá xíu, chả với lại đồ chua, dưa leo và pate. Bánh mì Huỳnh Hoa thì nó sẽ hồn thực hơn. Cái này giống kiểu bánh mì truyền thống ấy. Ừ đúng rồi, đúng kiểu truyền thống. Đúng kiểu ngày xưa luôn ấy. Không kiểu nhìn cách hai người review đồ ăn chắc hẳn một người chỉ biết ăn. Mọi người còn mở ra để xem là có những gì đây mình ăn. Mọi người không biết á, thì Thảo là chuyên quản lý phần bếp của Astronaut và hôm nay gì đúng không? Quản lý chung đó, người đứng sau những bài boss trên bếp Astronaut. Còn Phương Anh là hồi trước là làm bếp Astronaut nhỉ, bây giờ chuyển qua là làm thâm đúng không? Đội trưởng đội thâm. Làm bếp không ăn gì? Vâng. Bếp kế toán mà. Tại vì là em cũng phải em phụ trách đến mảng thanh toán của đúng rồi. Bây giờ kiểu em không ăn bánh mì của truyền thống nhiều nữa ấy. Bây giờ toàn bánh mì kiểu mới.
ấy. Ờ đúng rồi, bánh mì kiểu kiểu phô mai đúng không? Xong các thứ vào ấy đấy. Mấy cái bánh mì truyền thống này thì bây giờ mình ít ăn rồi. Sài Gòn thì vẫn còn kiểu này. À bây giờ lát nữa đi đâu? Mọi người muốn đi đâu? Đi bảo tàng ạ. Chỗ nào chưa bánh đẹp là được. Nếu vậy thì trước khi đi bảo tàng mình sẽ đi ngang qua cái nhà thờ màu hồng, mọi người biết không? Có một cái nhà thờ màu hồng, hồng hết luôn. Màu hồng, mà hồng kiểu hồng hồng nụ luôn. Thiếu á. Ừ. Ôi. Nên lát nữa mình có thể qua đó mình chụp con xếp thường. Hồng thường. Mình có thể xếp mạng ở đó xong rồi mình qua bảo tàng xong. Được. Chị vẫn hát cho chị nhớ. Rồi rồi tạo dáng nha, tạo dáng nha. Ôi điện thoại này có 4 camera hả chị? Ừ đúng rồi, Oppo Reno 3 có 4 camera sau lận, chị đã đặc biệt đem đi để chụp ảnh cho mấy đứa đó. Để yên tâm, ba hộ ảnh đẹp. Tụi mình có thể là ra hồ con rùa để ăn vặt. Ở hồ rùa rất là nhiều món ăn vặt đi, đâu này. Ừ, thì ở đây là một trong những cái tiệm bánh tráng trộn mà rất là nổi tiếng nhất hồ con rùa. Như nó thấy không, mọi người chờ rất là lâu và rất là đông. Thế là mọi người đều sẽ biết là ở đây. Cái này nằm ở trước 8 bích sạn Ngọc Thạch nha mọi người. em đang rất là tại vì em đang được quay theo kiểu lấy nét mình em thôi, xóa phong hộ cảnh cho nên là diễn sâu đào thảo. Xong rồi đằng sau có ảnh mặt trời. Ừ. Ui tóc bay bay nữa. Xong cái ngủ cái dáng. Ừ, đúng rồi, diễn nào. Sương như nắng đã làm má em thêm hồng, làm mây bay đã yêu tóc em. Trộm nhìn em khẽ cười khiến anh thẹn thùng. Ok, được rồi, bất rồi, diễn xong. 10 điểm về chỗ anh tiếp đi em. Ngon không? Ngon. Chỗ này ngon nhỉ? Ừ, cảm giác hôm nay ở đây rất là vui nhá. Đi đúng cái khoảng này mát trời ấy. Với lại ánh sáng nó cũng không có nắng quá. Ừ, ở đây quay lên đẹp lắm á Thảo. Đây chỗ đấy đẹp lắm. Slow motion. Ở đây thì tụi mình đã kêu bánh giấy trộn với lại Tré. Tại vì Tré Thảo chưa ăn. Anh thì thấy sao? Đúng rồi. Cái lúc mà em ăn phải cái tỏi thì hơi cay. Còn bánh tráng trộn thì sao? Nó khá là khác với lại bánh tráng trộn mà mọi người hay ăn đấy. Đúng rồi ạ. Tại vì là cái trứng của nó chị. Ừ. Trứng này là trứng giữa. Đúng rồi, trứng giữa. Nó phát sản sức hút ấy. Ăn đây xong rồi lát nữa mình sẽ đi ăn tiếp. Chứ là phút tối nha. Chả đi chơi đâu, toàn đi ăn thôi. Selfie một tấm nhá. Oppo nổi tiếng là chụp ảnh đẹp mà. Hẹn giờ selfie vài tấm nhá. Camera 44 megapixel. Camera selfie. Để filter nào hết. Ui, có nhiều filter này. Lấy filter này nhá. Rồi, selfie nha. Rồi, nhìn ông kính nào, ôi xinh quá xinh quá. Ôi, da mịn thế, xịn xò thế. Ừ, đẹp ha. Ô, nào, selfie. Nó sẽ sẵn rồi. Đây và buổi tối thì đưa mọi người đi ăn lẩu mắm. Không sao, không quay nữa.
Ừ, nóng quá mà. Nhưng mà mình quyết tâm là đi ăn lẩu mắm rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Thôi, bỏ mực vào đi, bỏ mực vào đi. Đang đang sôi. Wow. Ở Hà Nội có cái lẩu kiểu như thế này không? Không, chưa người em ăn có điện. Em từng lẩu mắm là lẩu từ nước mắm hoặc là lẩu từ con càng mắm. Không. Ý là có cái nồi lẩu mà ở giữa than như thế này không? Không, đây là có gì ở cá. Cá. Mắm. Mắm là mắm linh với lại mắm gì á. Nói chung là cái này miền Tây thì biết. Chị không rành lắm, chị ăn thôi. Ờ, có cá, có thịt heo. Với lại các loại rau củ. Nói chung là cũng khó biết á. Ở cái này em xôi cũng khá là lâu ấy. Xong rồi bỏ nhúng rau vào ăn thôi. Bây giờ ăn xong rồi lát chờ cùi với lại gấu tới. Không biết. Cho lên đồ lần 2. Tại vì có người mới. Ngon không em? Ngon không em? Đây là những cô gái Hà Nội và Sài Gòn chơi vào những ngày ngày tháng 4 đỏ, tháng 5 đỏ lửa, rực lửa. Còn đây là một người Sài Gòn nhưng muốn tìm về nguồn cội. Cho nên là nếu như các bạn muốn coi video của mình, hãy lên vào kênh cội nhá. Tên mình muốn coi, em nói tiếng Trung Quốc nha. Anh lẩu nấm, anh lẩu mắm được không? Không. Thôi không? Không thôi, em thích mùi này. Thích mùi này? Ok. Cá ngon không? Cá ba sa. Bạn cá ba sa thì sao cùi? Ngon không? Ăn cá cha kìa. Ngon. Không ngon à, không ngon à. Thôi, nó ăn cá cha kìa. Trời ơi, ăn cá cha luôn. Chết rồi, chết rồi, không biết cá cha sao luôn. Còn cá cha. Tí kể, già cậu ngon. Cái quán lẩu mắm này thì mình nghĩ là không phải ai ở Sài Gòn cũng biết. Nhưng mà mình thực sự rất là recommend mọi người nên tới đây. Ngay bên cạnh Đại học Hồng Bàng luôn, rất là ngon. Và thực sự thì khách du lịch tới thì mình cũng không chắc là vừa miệng tất cả mọi người. Tại vì mùi này nó cũng khá là nồng. Nhưng mà Phương Anh với Thảo thì bảo là ngon, rất là đậm đà. Bên trong cái nồi lẩu này sẽ có cả bông lau này, có lương, thịt đồ heo. Với lại các loại như là rau, các loại rau củ. Và cái nồi lẩu này cực kỳ đặc biệt vì nó là lẩu than. Một cái chõm than ở giữa sẽ giúp cái nồi lẩu nó nóng đều và không có bị gọi là khô cái nước lẩu, nhanh khô cái nước lẩu ấy. Và khi mà các bạn mua một cái phần như vậy thì sẽ được thêm một cái phần thịt bò và bạch tuộc. Và tụi mình ăn 5-6 người thì hết khoảng 350-360 gì đó. Nói chung là rất là rẻ luôn. Và cái quán lẩu này thì sẽ mở từ khoảng 4 giờ cho đến 9 giờ. Nói chung là cũng khá là nhanh. Và mọi người tới thì phải chờ để có bàn. Nhưng mà chất lượng thì rất là ok nhá. Và đó là một ngày mà mình đã dẫn mọi người đi phá đảo Sài Gòn, đi ăn những cái chỗ mà không phải là quá nổi tiếng nhưng mà mình cảm thấy là rất là ngon. Và mình nghĩ là nếu mà các bạn đã được tới Sài Gòn thì cũng có thể tới những cái địa điểm này. Và hãy cho mình biết cảm nhận của mọi người nếu đến đây nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Châu Giang nè. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.